con người do cha mẹ sinh ra, nhưng trách nhiệm của người mẹ lớn hơn. Hoài thai từ lòng mẹ, mẹ phải nuôi dưỡng từ khi trứng nước cho đến lúc sinh thành rồi trưởng thành. Được chính thức sống dưới cõi đời vẫn là ở trong vòng tay mẹ. Vạn vật xung quanh con người thuở khai thiên lập địa được thấy nhiều hiện tượng sự vật có thể được giải thích. Trời phải có mẹ trời, đất có mẹ đất, núi có mẹ núi và sông có mẹ sông. Ngay từ những ngày đầu tiên, nhân dân ta đã coi các mẹ là bậc linh thiêng vĩ đại. Các mẹ đã đẻ ra trời, đất, núi, sông, tất cả chúng ta, cả con người và vạn vật đều là con của mẹ. Người ta đã cho rằng các vị thần, vị thánh nào đó coi sóc việc này việc kia thì các vị ấy đều là con của mẹ cả. Mẹ đã thành vị tối linh, tối thượng. Tất cả đều do mẹ sáng tạo, dạy dỗ. Cả vũ trụ, cả trần gian này chỉ có bốn vị thánh. Nói theo chữ nghĩa đó là Thiên Cung Thánh Mẫu, bà mẹ lớn ở trên trời, bà đẻ ra trời. Vì quá xa xôi nên người ta còn gọi bà là Mẫu Cửu Trùng hay Mẫu Thượng Thiên. Địa Cung Thánh Mẫu là bà mẹ lớn đẻ ra đất, bà đẻ ra cả cõi trần gian này. Thủy Cung Thánh Mẫu là bà mẹ lớn đẻ ra nước. Các biển lớn, sông dài, khe suối đều là con đẻ của mẹ. Lâm Cung Thánh Mẫu là bà mẹ lớn đẻ ra núi non, đồi rừng, gọi là núi hay nhạc phủ. Tín ngưỡng về tứ phủ. Việc đưa các mẹ vào sự phụng thờ như vậy đã hình thành nên tín ngưỡng thờ mẹ. Người ta gọi là tam phủ hay tứ phủ. Phủ ở đây có nghĩa là tứ phủ hoặc tam phủ là một cõi. Thiên phủ là cõi trời. Địa phủ, thủy phủ, nhạc phủ là cõi đất, cõi nước và cõi rừng. Cả bốn cõi được gọi là tứ phủ, là toàn bộ không gian vũ trụ bên trên và bên dưới, gần và xa. Mỗi đức mẫu phụ trách một cõi như thế. Sau này người ta gọi là phủ dày, phủ nấp, phủ sòng, phủ tây hồ. Gọi như thế là thu hẹp lại để hiểu một cách tượng trưng. Nói phủ dày phải hiểu rằng địa điểm này có tên là dày, là nơi các vị thánh mẫu của bốn phủ, bốn cõi. Hình như lúc đầu mới chỉ có tam phủ, ba cõi của ba bà, mẹ trời, mẹ núi, mẹ nước. Bà mẹ trời cai quản cõi trời, cõi trần gian, nhưng ngài là vị trên chín tầng trời, xa xôi quá mà người ở dương gian không mấy khi được tiếp xúc với thế giới nhà trời, nên việc mẹ trời ít được nhắc đến. Bà mẫu địa lên thay thế, mẫu địa có trách nhiệm như mẫu thiên. Nên trên bàn thờ, mẫu đệ nhất, mẫu đệ nhị được xem như là một. Vậy tứ phủ cũng là tam phủ. Cũng vì vậy, mẫu đệ tứ thường được xem là mẫu đệ tam.
ba vị thánh tiên thiên, nhạc, địa là thuộc dạng thiên thần. Mẫu cửu trùng xa vời ít được nhắc đến, mặc dầu người dân vẫn sùng bái, kính mộ bà. Bà Thủy, bà Nhạc cũng là siêu trần, song người dân thường phải ra biển, ra sông, lên ngàn, leo núi, nên hai bà mẹ này thường gắn bó với các con nhiều hơn. Còn mẫu địa chính là mẫu liễu, vừa là thần lại vừa là người. Bà thuộc vào cung đệ nhị, nhưng vì mẫu thiên phải ở nên thượng giới nên bà đệ nhị có thể ngồi vào chính vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.